Sáng ngày 15 tháng 8, đoàn thẩm định nông thôn mới huyện Vĩnh Tường do đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có buổi thẩm định thôn 3, xã Vĩnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Dự hội nghị có đại diện văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành viên văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thôn 3, xã Vĩnh Sơn. Thôn 3 là thôn nằm ở phía đông của xã Vĩnh Sơn. Thôn có diện tích đất tự nhiên là 56,1 ha có 334 hộ gia đình với 1.473 nhân khẩu. Thực hiện chương trình xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn 3 đã tổ chức triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, qua đó được nhân dân đồng tình ủng hộ tham gia hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đến nay, bộ mặt nông thôn mới tiếp tục được thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng và cải tạo khang trang, cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nông nghiệp, nông thôn, nông dân được nâng lên rõ rệt, vai trò lãnh đạo của đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền được tăng cường, vai trò của các tổ chức chính trị được khẳng định, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung vào các nội dung như hạ tầng giao thông và hệ thống tiêu thoát nước, việc vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, việc chăn nuôi trong khu dân cư, ý thức và sự đồng thuận của người dân. Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Sơn báo cáo, kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng đoàn thẩm định ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Sơn trong công tác xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị thôn 3, xã Vĩnh Sơn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, sớm hoàn thiện hồ sơ, đồng thời phải có kế hoạch cụ thể triển khai quyết liệt. Các đồng chí trong ban chỉ đạo nông thôn mới, xã phải phát động một đợt cao điểm thi đua trong thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức như qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại nhà để nâng cao nhận thức cho người dân về việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thực hiện ký cam kết đối với từng đồng chí trong ban chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công để sớm hoàn thành trong thời gian gần nhất. Đối với các đồng chí trong đoàn và các cơ quan chuyên môn của huyện, thành viên văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện tích cực phối hợp, hỗ trợ xã, thôn hoàn thành các nội dung được phụ trách trong xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.